Byron Buchanan và thiên tài bất hảo Noel Shannon trong 46 ngày bị chê nhạt nhẽo, cổ suý tiểu tam. Sau một thời gian khiến khán giả mong ngóng chờ đợi, cuối cùng 46 ngày của Byron Buchanan và Noel Shannon cũng đã chính thức lên sóng. Mặc dù có cả sự góp mặt của thiên tài bất hảo Noel Shannon, nhưng phim không thực sự thành công như mong đợi. Phim hiện đã ra mắt được 4 tập, nhưng sức ảnh hưởng thua xa những tác phẩm đi trước của Byron như Chiếc lá bay, Friend Zone hay mới nhất là Lừa đảo gặp lừa đảo. Nội dung của 46 ngày xoay quanh hành trình giúp bạn chột bồ của cô nàng Jin Jin do Byron đóng. Khi bạn mình siêu ưng chàng bác sĩ Con cho Noel Shannon đóng, người sẽ kết hôn với Thanh Mai Trúc Mã sau 46 ngày nữa, Jin đã lên kế hoạch phá tan đám cưới chen Con cho bạn mình. Nội dung phim nghe khá thú vị, nhưng những câu chuyện của 46 ngày chủ yếu là những tình huống hài hước, không giúp Byron phô diễn được khả năng diễn xuất cực linh hoạt của mình. Chưa kể, chuyện riêng giúp bạn giật bồ còn bị đánh giá là cổ suý tiểu tam. Bình luận của netizen: xem phim này vì cặp đôi chính quá đẹp thôi, chứ nội dung nhạt quá. Byron phim này xinh xỉu, giống bả ngoài đời hơn hẳn mấy tập phim trước, nhưng mà mấy tập đầu thấy kỳ kỳ sao á, khác nào cổ suý tiểu tam đâu nhỉ. Phim hay mà, xem giải trí với ngắm nhan sắc là chính thôi, cần gì nghĩ nhiều. Mình thấy phim cũng ổn, nhưng chắc chắn khán giả nghiêm túc sẽ không thích phim này. Nói gì thì nói, vẫn là giật chồng ý. Hiện tại thì đúng là lên kế hoạch giật bồ, nhưng chắc phải xem nữa mới thấy rõ mấy chế ơi. Dù sao bác sĩ Con cũng không hạnh phúc bên bạn gái mà. Trước đó, khi bộ phim vừa lên sóng đã mang đến cho khán giả hàng loạt những câu chuyện dở khóc dở cười, té ngửa bởi hàng loạt chiêu trò của Jin Jin. Phải nói rằng trong bộ phim này, khán giả sẽ được thưởng thức hàng ngàn meme có 102 của nữ chính, một bộ phim Thái Lan đậm chất giải trí trong mùa hè này. Mở đầu của bộ phim, cô nàng Jin Jin là một nét idol hết thời, chuyển qua livestream review đồ ăn dạo. Jin có cô bạn thân tên Noina cho WJ Miu đóng, người yêu đơn phương bác sĩ Noel Shannon ngay từ cái nhìn đầu tiên và muốn lấy bác sĩ làm chồng. Duyên nợ thế nào, bạn gái của bác sĩ Con lại chính là người mà Jin rất ghét. 46 ngày nữa là lễ thành hôn của Con và Wisha sẽ diễn ra. Noina vì quá yêu bác sĩ nên đã năn nỉ Jin giúp cô tìm cách đập chầu cướp bông. Nếu thành công, Noina sẽ xóa tan khoản nợ mà Jin đã vay cô từ khi còn nhỏ. Một sách kèo đôi bên cùng có lợi. Jin vừa có thể trả nợ, vừa làm bỏ ghét đứa mình không ưa. Nữ hoàng hết thời Jin Jin nhận lời ngay và bắt đầu nghĩ 1001 kế để săn bằng đám cưới bác sĩ Con trong vòng 46 ngày tới. Chưa dừng lại ở đó, khán giả tỏa hỏa với màn hóa trang hết sức công phu, mặt mũi lem nhem, đồ đổi lá tựa tạc sang thời hiện đại, núp lùm sau bụi cây để theo dõi bác sĩ Con và bạn gái. Jin còn tự khẳng định hai người họ không hề giống người yêu, chắc chắn không lâu bền được. Gọi Byron Buchanan là con ông chăm chỉ nhất showbiz Thái quả thật không sai, khi chỉ trong năm 2020 đã có tới 6 dự án của cô được nhã hàng. Trước khi bộ phim được lên sóng, khán giả đã đứng ngồi không yên bởi cả Byron lẫn Nakul đều là những quốc bảo phòng vé xứ Thái. Đặc biệt, nếu theo dõi hai người thì khán giả cũng dễ dàng nhận ra Nakul rất chăm chỉ tương tác với chị đẹp và dường như anh chàng chính là một fan cứng của Byron.